Xin chào buổi sáng, chào một ngày đẹp, chào tất cả. Hôm nay ngày 14 tháng 1 năm 2024 với tựa đề là thay đổi bát bô của bạn từ cái này qua cái này. Tựa đề hôm nay rất là hấp dẫn. Cho nên mình sẽ tiếp tục phát âm tiếp tục với những cái chữ còn lại, chắc có lẽ còn một ngày mai nữa thì nó mới xong. Và chúng ta bắt đầu với hai cái chữ S. Hai chữ S bạn. Rồi. Chúng ta đi đầu là hai chữ S có vần cuối. Nha. Và đọc nó làm sao? Hai cái chữ này các bạn đọc ngắn thôi. Cũng là S chữ S nhưng mà ngắn thôi. À. Chẳng hạn tôi viết một chữ đây nè. Chữ này đọc à, sao là flush, ngắn thôi, nhanh, ngắn gọn, flush. Rồi chúng ta lại tiếp tục tới một cái chữ cũng SC ở vần cuối. À. Ở vần cuối. Cái chữ rồi. Cái này chúng ta cũng đọc xì, nhưng mà xì kéo dài ra. Ha. Chỉ xì ở vần cuối chúng ta phải kéo dài nó ra. Chẳng hạn như là đường chẳng hạn. Đường xá đó bạn. Thường thường viết địa chỉ là phải có đường xá tên nhà. Thì là cái chữ này chúng ta thường viết nhiều. Rồi. Như cái chữ này, ví dụ là cái chữ này. Stasha. À, chữ sờ, stasha. Bạn kéo dài ra. Stasha. Đó. Là kéo dài cái chữ này ra. Còn hai cái chữ ở vần cuối mới nãy vừa rồi á, là ngắn thôi, flush, phê thì flush, nhanh, đọc nhanh. Nếu mà chúng ta thấy cái chữ đó là cái dòng sông, cái con sông ấy là flush, flush. Hoặc mình lấy một cái ví dụ nữa cho các bạn, đó là
À, như cái chữ này đây thì là bà đọc làm sao, đó là phus phus. À, bà đọc dài đó, phus. À, kéo dài ra thì người ta mới hiểu được minor phus. À, là chúng ta phải phát âm gì, là cái chân á, cái đây, chữ đó là cái chân, cái bàn chân á, bay rồi bàn chân hết rồi. À, rồi chúng ta lại tiếp tục, tiếp tục như là chữ E mà đi đôi lại chữ I, chữ Y. Bây giờ mình viết lớn lên một tí xíu cho các bạn. Dạ. Cái chữ này là thường thường là đi chung nha bạn. Đi chung, hai chữ này là đi chung. À, ở vần cuối á, có khi nó nằm ngay chính giữa và có khi nó nằm ngay chính giữa. Nằm ngay chính giữa là nhiều ha. Nó nằm ngay chính giữa. Thì ở đây mình ví dụ, số ví dụ là nó đọc làm sao? Là nó đọc là ai. Mình viết a i. À, mình phải viết đọc là ai. Thì là cái chân, cái chân là bay, mà nó bay ở vườn cuối. Giờ đây chúng ta phải đọc là bài. À, bài thường thường là nó nằm ngay chính giữa, thường thường nó nằm ngay chính giữa. Ừ, mấy cái gì, cái này là giữa ai, đọc là e i. E i đi chung là ai. À, bạn đọc chữ ai, chúng ta phải phát âm là ai. Rồi chúng ta phải chữ S và chữ P nó đi chung với nhau thì chúng ta phải đọc sao. Chẳng hạn như chữ này đây, do cái này thường đứng đầu câu nha bạn, đứng đầu chữ, cái này là đứng đầu, nó không phải nằm ở ở chính giữa gì, đứng đầu. Và rất là nhiều chữ này, à, chữ S nè, thì chúng ta phải đọc nó là super. À, super, sup, sup, sup mình ăn đó. Super, super, super với cái chữ là super. Thơ mình đọc như vậy là super. Phải đọc cho nó quen, luyện cho nó quen cái chữ này. Cái này khó lắm nha bạn. Để chúng mình phân biệt hai cái chữ này, mình viết và phân biệt cái chữ này. Giờ cái chữ này là cái chữ super, mình đọc super chứ super, super, super. À, phát âm là super. Thì nó lòi ra chữ gì?
Trong đây bắt đầu là nó lòi ra cái chữ thì bạn đọc ra spot. À, bạn đã đặt sờ trước spot 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 đấy, bạn đọc cái này trước super spot spot phải có chữ thờ rồi sao. Nếu bạn thấy cái chữ nào ở quần cuối có chữ thờ, bạn phải âm thờ và phải lòi ra. Nếu không có âm thờ là nó không có nghe được và nó cũng không hiểu. Cái từ này spot là nhiều, là sử dụng rất là nhiều. À, super, phát âm là super, spot. À, à, và ngậm miệng lại, xin cái và ngậm miệng lại cái là spot. À, nói ra spot. À, xin cái ngậm miệng lại bắt đầu là ốp gì. À, nói ra cái chữ này chúng ta phải luyện tập thường xuyên những cái chữ này ha. Luyện tập thường xuyên cái chữ này vì nó rất là nhiều. Để ngày mai, cái clip ngày mai là ngày cuối trong cái vấn đề phát âm, mình sẽ gom lại những cái gì cần thiết, mình chia sẻ lên để các bạn nhớ và ôm thật kỹ, luyện tập thật kỹ. Vì đó là những cái phát âm đó phải là chuẩn thì là mới ra chữ cũng như tiếng Việt mình đấy. Rồi, tới một E với lại U nó đi chung. Phần E lại phần U nó đi chung. Rồi, hai này nó đi chung nè. Thì bà đọc cái chữ này nó làm sao? Hai cái này là nó đi chung ha. Đi chung với nào? Thì bạn đọc là oi. O i oi. À, e u. E u là oi. Ha. Rồi tôi lấy một ví dụ là oigo. À, tiền oigo đó các bạn. Vô thì là đọc oigo. À, chữ o là bạn đọc chữ o, oigo. Oigo nó như thế này. Oigo nha, nhớ oigo. Oigo. EU phải nhớ trong đầu là oi. Thì bạn nghĩ ra là oigo. À, chữ o là o. À, có hai có mũ ở trên đầu. Nhớ không được quên. Oigo. Oi. Oi là con cú. À, con cú ban đêm nó đi ăn, nó đi ăn những con gì nó bay đêm, con cú thì là oi là. À, cũng tên cái con đó nó cũng dùng cái oi là hoặc là oigo ba chẳng hạn. Oigo ba là châu Âu này chẳng hạn, thì chúng ta nên luyện tập nó, tìm cái chữ đó là oi trước, oi gì oi. Bạn nên nhớ, phải nhớ trong đầu được thì mới lòi ra được chữ, bạn mới đọc được chữ. Còn bạn không nhớ cái phát âm này á,
mấy cái này á thì bạn không đọc chữ được nha, không phát âm phát. Nhớ mấy cái chữ này trong đầu tiên phải nhớ, phải luyện tập nó thường xuyên, phải tìm à, thì nó mới ra cơm ra gạo được à, ra euro, ra đô la trước tiên, là qua đây là euro trước, rồi sau đó là ra đô la à, chứ không có luyện tập thì nó không có ra euro và cũng không có ra đô la. Vì thế giới công nghệ rồi các bạn, các nước người ta cũng là có một cái lòng nhân ái tạo điều kiện cho bạn để đến đây làm việc. Cho nên ngay giờ phút này các cô, các bác, các chú phải đầu tư, một là tiếng Anh, hai thêm một ngoại ngữ nữa, đôi chờ nữa, để các bạn có thể đi vòng quanh thế giới. Có học thì mới có bát ta bo ha, còn không học thì là có cái này thôi. Nhớ các bạn, và phải nhớ hai cái hình ảnh này để bạn nghĩ trong đầu là một ngày nào đó bạn sẽ cầm cái này. Rồi. Và từ đây bạn sẽ thoát nghèo, thoát nghèo, thoát khổ sở, không phải lo. Vì mình cũng đã ở đây dài hạn ở đây rồi à, đằng sau mình là những đứa cháu của mình ở ngoài sao, nó năm nay cháu tay không đó các bạn, mình không phải cái khoa nhưng mà cũng sự cố gắng và kiên trì và nhẫn nại. Thông minh thì không có, thì anh cũng phải bù lại cái sự cần cù. Thông minh thì không có, nhưng anh cũng phải lại bù lại cái cần cù của anh. Từ cái cần cù của anh nó lòi ra cái sáng kiến à, thế thôi. Và có phải có yêu thích nữa. Rồi chúng ta tiếp tục tiếp đây. Bây giờ E cộng R à, chúng ta phải đọc sao? E đi đôi với chữ R. À, ở phần cuối, thường thường là cái này nó ở phần cuối nha. Chữ E cộng lại R đi đôi lại chữ EG. Là bạn phải đọc sao? Sờ, cũng là sờ. Sờ á, sờ. Sờ trên, sờ dưới. Hãy một bạn sờ ai là bạn sờ. Bạn phải từ nhớ cái từ E-R. À, nhớ nha. Sờ, ngày nào anh cũng sờ. Nếu mà ngày nào anh cũng sờ thì là E, anh sờ cái nhá, E-R. À, nhớ trong đầu, sờ. Và nó trùng ở lại chữ gì tiếng Đức là E-R. Thì cái chữ đó là gì? Nó rồi ra cái chữ Mets là con dao ăn đó các bạn. À, bạn đọc là Mets. Tiếng Việt là bạn đọc là Mets. Vô. Tiếng Việt tôi biên ở dưới là Mets à, là con dao ăn.
Mesa. Nó có chính giữa nè, chính giữa nó có chữ hai chữ S, hai chữ S nó nằm ngay chính giữa và vần cuối nó là Mesa. Bạn đọc nhanh, thấy hai cái chữ này S nằm ngay chính giữa là bạn đọc nhanh liền. Mesa. Mesa. Sờ. Sờ. Chỉ sờ. Ở trên là chỉ sờ. Nhớ là sờ. Sờ đùi. Sờ. Sờ gì thích. Sờ gì là vậy. Nhớ trong đầu là A, A, G. À, sờ là mét sờ. À. Là con dao. Con dao, con dao ăn, con dao của tay, dao là mèo. Còn cái gì nữa? Một cái chữ nữa, nó nằm là chữ S. Hai chữ ha. Mới nãy mình đã hướng dẫn chia sẻ là hai chữ S, bây giờ hai chữ S này nó nằm ngay chính giữa thì là sao? Là phải đọc ngắn cash. Là cái chỗ vầy tính tiền á, cash. Rồi đọc nhanh lên, cái này nó rất là nhiều nha, nó rất là nhiều. Cho nên chúng ta phải chú ý và phải ưng vùng và luyện tập nó thì nó mới nhìn, lúc này bạn mới nhìn thấy là sao đó. Hết hết cái chương trình này, hết cái chương trình này thì mình sẽ đi đến một cái chương trình khác, là đi từng chữ một, mình phân tích từng chữ một. Rồi, bây giờ kế tiếp. Nếu bạn thấy cái chữ này nó đi đôi với nhau, thì chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta đi rồi. A có hai chấm trên đầu, đi với lại quần, đi với lại quần U. A mà có hai chấm kèm theo U đi chung, thì bạn nên là boy. Bạn đọc bạn phát âm là boy. Thì cái chữ boy này là tiếng Việt là boys, bạn đọc là boy. Boy. Giờ bạn phát âm là boy. Và nhớ trong đầu nha, khi thấy cái chữ này mà nó nằm có dấu chấm, mà thường thường là nhiều á, nhiều nhé hả, tại số nhiều, khi mà dùng số nhiều là hãy dùng cái này. Số nhiều, cái này là dùng số nhiều á. Hai người trở lên là có thằng này chính kèm, là boy. Boy đây mình ví dụ như là boy mà. Yeah.
Đây, cái chữ này đây là bơm mà. À, chữ chữ M là chữ em, E là bơm mà. À, mình đọc phát âm hai cái gì? Boys. Ơi. Mà. Giờ. Nó như thế này đây. Ha. Bạn phải nhìn kỹ. Đầu tiên bạn phải đặt boy trước. Rồi chữ M E là M. À, là boy M. Là cây cối, cây cối. Ừ. Cây cối là bài à feel a boy mà. À, dạng gì? Nhiều cây cối là feel a. Nó là feel. Feel là số nhiều nhưng mà nó có chữ e vậy sao nó feel a boy mà. Là ở vậy sao nó đi tiếp mai mốt cái đó từ từ mình chỉ dừng bây giờ đi lát nó lạc về. Chỉ hôm nay chỉ còn phát âm thôi. À. Còn sau nữa từ từ, nó từng giai đoạn một. Chúng ta đi từng giai đoạn một sẽ... Cái âm. À. Cu. Cái này là đúng cu. Bạn đọc là khu mà yeah. Cái từ này cái âm này thì bạn đọc là khu, nhớ nha, khu quạc quạc. Nó đi cái này thì cũng ít có mấy nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ trong đầu khi trường hợp gặp quadrat là mét vuông, quadrat là mét vuông, phi quadrat là mét vuông là nó thường thường đi, nó đi lại vườn u. Khu quạc chẳng hạn như một cái chữ này và cộng cả cái rồi ở đây mình phải bạn phải phát âm hai cái tách rời nó ra walk. À, mới nãy mình cũng chia sẻ chữ xe với lại chữ khờ rồi. À, nếu mà nó đi lại quần cuối là khờ, mình phát âm là ở trên là cu ua là a walk. Quạc. Phải âm là quạc nha. Nhớ. Nhớ cái chữ này. Nhưng mà ít nhưng mà chúng ta cũng biết cái chữ này nhớ trong đầu. Để khi chúng ta gặp chúng ta đọc là dễ. Còn chữ C cộng chữ H. Chữ C cộng chữ H.
có hai phát âm, bạn nên nhớ C hoặc là kh, nhớ nha, chữ C hoặc chữ kh, nó đi theo ở quần cuối. À, CH là rồi. Chúng ta chia sẻ thêm vài từ nữa. Còn một chữ yacht, là chúng ta phát âm sao? Cái chữ này chúng ta phát âm sao? Chúng ta đọc là yacht, tiếng Việt đọc là yacht. Ha, yacht. Nó đi với một cái chữ ví dụ là yes. Ha. Là bây giờ. Hãy nhớ trong đầu các bạn. Yes. Ha. Phải luyện tập. Yes. 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 Bạn muốn phát âm cái này cho nó chuẩn, chúng ta cũng là viết. Nếu mà chúng ta có cái handy, nếu mà đi hiện tại chúng ta có cái đồ viết ở trong này, viết lên và cuộc cờ nó phiên dịch ra. Còn tốt hơn nhất chúng ta bây giờ chúng ta có một cái laptop, là điều hay nhất. Chúng ta xong xuôi, chúng ta ngồi vào và chúng ta đánh chữ lên, chúng ta nghe nó thì mới được, còn không là phê lắm bạn. Cái gì cũng vậy, gian nan mới thành công. Và một từ nữa, Ypsilon, Icarus, theo nhà mình là y, cái từ này Icarus, nhà mình ít cũng ít thấy cái từ này ha. Cái này là đọc ướp silon ư ơ p ướp ướp silon.
Chúng ta cũng phải nhớ cái từ này, chúng ta phát âm nó. Riêng cái này thôi chúng ta phải nhớ phát âm nó ba lần, như ba lần. Upsilon, upsilon, yes. À, là YouTube, YouTube các bạn. YouTube sẽ có cái từ này, YouTube, YouTuber. À, sẽ có cái từ này đầu tiên là kêu upsilon là YouTuber, YouTuber. Đấy, YouTuber là gặp cái gì, là cái từ này bạn viết YouTuber là jot, là bạn phát âm là upsilon. Upsilon này thì cũng ít, nói chung cũng ít, tiếng Đức ít, chung cũng ít. Rồi, chương trình hôm nay cũng đã trải qua nửa tiếng. Mỗi ngày chúng ta chỉ là nửa tiếng thôi bạn. Nửa tiếng hôm nay cũng giúp ích một phần nào cho các bạn trẻ tuổi có một cái sự ước mơ để đạt được cái đây này và thay đổi vận mệnh của mình. Không có cách nào hơn, bạn phải có hai ngoại ngữ. Một, nếu tiếng Anh thì chưa có lục liếc gì để các bạn đi qua, bạn nó cũng hơi khó chài da tóc dậy. Nhưng ở đây có một luật pháp năm nay, năm 2024, đã có một luật pháp. Cho nên ngay từ giờ phút này, nếu ai biết cái clip của mình nên chia sẻ, và các cô, các chú, các bác nên đầu tư cho con mình một cái laptop và một cái này, để sau này con mình xong, nó đã nằm ở trong đây hết, và khi mà nó đặt chân đến đây, nó sẽ trả lại cái này và cái này cho các cô, các chú, các bác. Trước tiên là cho mượn hay là cho vay để cháu nó học trở thành một người giúp ích. Thứ nhất, đầu tiên cho bản thân nó, và thứ hai giúp ích cho gia đình, thứ ba mới giúp ích cho xã hội. Sau khi đạt được những điều đó thì bạn có một cái visa đến đây với cái khả năng của mình, với khả năng của mình có thể tìm cho bạn một công việc hay một chỗ học ngành gì mà ở đây đang thiếu. Mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ. Còn qua đây mà muốn học đào, muốn luyện tập thêm về tiếng Đức thì mình ở đây cũng có cô giáo. Cái đó là mình nói sao đấy. Còn nhà cửa, muốn phòng, muốn phiếc đây. Và mình cũng quen những người Việt xung quanh ở đây. Riêng cái căn nhà này 140 mét vuông, mình chọn hết, còn từng trên, còn phía trước, phía sau, còn mấy căn nữa, để đủ cho các bạn để
ở tại đây và đi làm việc cách đây khoảng mấy cây số. Đối với khả năng của mình, còn điều quan trọng là bạn phải ngoại ngữ phải là cầm được visa tại đây, cầm được cái visa thì khả năng lúc đó mình mới làm được. Còn không ngoại ngữ nè, không bằng cấp nè, bằng cấp phải hết lớp 10, chứng chỉ đàng hoàng thì các bạn mới ngồi ở đây và nói chuyện bằng cái số điện thoại liên hệ alo. Và cuối giờ mình cũng xin chúc hết tất cả. Nếu clip hôm nay bổ ích, chia sẻ cùng với những người hàng xóm, cùng những người lân cận hoặc những người thân quen để tìm hiểu thêm và hỗ trợ cho mình có một cái động lực mà tiến xa hơn. Đó là điều chúng ta cùng nên làm. Chúng ta cùng hỗ trợ lẫn nhau để đi đến mục đích và đổi một cuộc đời nó giống như mình tại đây. Và lời cuối, mình xin chào hết. Hẹn clip ngày mai. Dạ nó. Chào đấy. Cheers.